Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng học cách gọi các thành viên trong gia đình bằng tiếng Anh nhé. Chúng ta bắt đầu thôi nào. Gia đình. Family. Family. Các em đọc lại lần nữa nào. Family. Family. Ông. Grandfather. Grandfather. Các em đọc lại lần nữa nào. Grandfather. Bà. Grandmother. Grandmother. Các em đọc lại lần nữa nào. Grandmother. Bố. Father. Father. Các em đọc lại lần nữa nào. Father. Mẹ. Mother. Mother. Các em đọc lại lần nữa nào. Mother. Anh, em trai. Brother. Brother. Các em đọc lại lần nữa nào. Brother. Chị, em gái. Sister. Sister. Các em đọc lại lần nữa nào. Sister. Bác trai, chú, cậu. Uncle. Uncle. Các em đọc lại lần nữa nào. Uncle. Bác gái, cô, dì, mợ. Aunt. Aunt. Các em đọc lại lần nữa nào. Aunt. Em bé. Baby. Baby.
Các em đọc lại lần nữa nào. Baby. Buổi học hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn các em trong buổi học lần sau. Thân ái chào các em. Tạm biệt.